Welcome to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ chơi 8 game và bây giờ sẽ là trò Mr. Potato. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang trò Kendrick. Rồi và tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò Tom Hero. Yeah.
trò rốt rồi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò Mario là cô chả có cái vé nào hết đấy. Sao thế nhỉ?
giờ thì chúng ta sẽ chơi trò Race Master. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chơi trò rất công phu. Đây là cái gì nhỉ? À, mình sẽ chọn quả cam này đi. Tự dưng lại chạm vào cái nút đấy. Thank you.